Hey, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like và subscribe cho kênh của mình nha. Thì lâu rồi mình cũng chưa có quay lại Công viên Khủng long. Thì trong tập ngày hôm nay, mình sẽ tiến hành hồi sinh hai em luôn nha anh em. Đó, ở đây thì mình có bốn con chim khủng bố. Ồ, bốn con chim rất là to luôn nhưng mà nó không biết bay. Và ba trong số bốn con này là nó chung một loài nha, trừ cái con Gastonix nha anh em. Đó, đây ba con này là chung một loài nè. Mình sẽ lấy luôn một con nữa, đó chính là Kelekin nha. Đó, rồi mình có rất là nhiều DNA của Gastonix nè và ba cái DNA của Kelekin. Chúng ta sẽ cho nó vào mấy cái thùng cái ghép thôi. Đó, để tiến hành hồi sinh nó anh em ạ. Cho nó vào đây. Rồi, đầu tiên là Kelekin trước nha. Wow. Ủa, chết rồi, mình quên cho sữa vào. Đó, bên đây. Rồi, đủ hết rồi đó. Rồi, bây giờ là tới phần của Gastonix thì mình sẽ cho một lần hai cái DNA vào luôn nha anh em, cho nó làm cho nó nhanh luôn. Rồi. Có vẻ là chúng ta sẽ bị thiếu sữa đây. Ôi ôi. Ok, thiếu sữa thì mình sẽ đi lấy thêm sữa thôi các bạn ạ. Ra ngoài này và lấy thêm sữa thôi nè. Quá là gọn luôn. Có em thần bò vô hạn ở đây mà. Rồi, mình sẽ lấy và bỏ tiếp tục vào những cái thùng cấy nha. Bên đây một bình nữa. Rồi, thế là đủ rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi ra ngoài kia và xây chuồng cho hai em này luôn. Đây là một tập, có vẻ là cái tập đầu tiên mình sẽ hồi sinh một lần hai con luôn nha các bạn. Thì mình sẽ xây cái chuồng của bọn chim khổng lồ này. Nó cạnh cái chuồng của Quắc Ga đi, cũng như là cạnh cái chuồng của mấy con hổ răng kiếm nha anh em. Đó, mình sẽ lấy stone brick ra sẵn nè. Trời, chúng ta có rất là nhiều stone brick luôn. Lấy ra sẵn. Đó. Rồi, và mình sẽ xây cách cái chuồng của con hổ răng kiếm 10 ô nha. Đây là 3 ô rồi nè, chúng ta sẽ cách ra thêm 7 ô nữa thôi các bạn ạ. Rồi, cách ra và tới chỗ này nè. Ở đây thì cái chuồng mình sẽ xây nó hơi nhỏ một xíu. Chắc cái kích thước sẽ là 29x29 nha các bạn. Nó sẽ bị lẻ kích thước. Để chúng ta trừ một cái ô đặt cái cửa đó các bạn ạ. Ok, ở đây mình sẽ kéo ra 28 ô nữa nè. Đó, chúng ta sẽ kéo ra ngoài này. Rồi, tiếp tục chiều này cũng là 28 ô luôn nha các bạn. 28 ô nữa. Ây da, một ô nữa chứ. Rồi, như vậy mới đúng nè. Đó, kéo ra thôi anh em ơi. Wow, nó hơi bị lệch với cái chuồng của Quắc Ga một xíu, nhưng mà chắc cũng không sao đâu các bạn ơi. Rồi, thì ở đây mình cũng sẽ kéo thêm hai cái mặt còn lại như vậy luôn nha. Chúng ta sẽ kéo thêm 28 ô. À dạ, thêm một ô nữa chứ. Tôi quên mất. À, kéo ra cho nó bằng đi chứ. Rồi. À dạ, thừa một ô rồi nè. Rồi, và phần còn lại thì mình sẽ nối lại nha anh em. Rồi, tới đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình xây cái chuồng này nó cao thêm 10 ô. Và cũng như mình sẽ tiến hành ốp kiến, cũng như là làm một cái khung cho nó luôn nha anh em. Mình sẽ tiến hành làm nhanh thôi.
cuối cùng thì mình cũng xong một cái chuồng hoàn chỉnh rồi nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Thì ở đây mình sẽ lấy mấy cái carpenter block ra để mà chúng ta tạo ra mấy cái nút nha. 4 block chứ. Đó, để tạo ra 4 cái nút nè. Rồi, thì mấy cái nút này thì chúng ta ốp bằng đá thôi. Tại vì bọn này nó không có phá chuồng được nên cũng không có sao cả. Ốp bằng đá. Ây da, có con skeleton ở dưới kìa. Và mình sẽ tạo luôn hai cánh cửa nha, cho hai cái chuồng luôn. Một cánh cửa nè và thêm một cánh cửa nữa. Ok, ốp ở đây. Rồi, bây giờ phần còn lại thì chúng ta sẽ tiến hành gắn glowstone cho cái chuồng này thôi nha các bạn. Đó, cái này thì cũng rất là nhanh thôi. Gắn ở đây một cục nè. Và chúng ta sẽ tiến hành kéo qua bên đây. Khi đã gắn xong glowstone rồi thì mình sẽ tiến hành trồng cây trong đây nha anh em. Thì cái bọn chim khủng bố này nó đã sống cách đây rất là lâu rồi. Nên là nó không thuộc cái kỹ băng hà đó các bạn ạ. Nó vẫn sống ở những cái nơi gọi là rất là rậm rạp luôn đó. Ở những cái khu rừng nè. Thì ở đây chắc mình sẽ trồng luôn một cái cây rừng ở đây đi ha. Vẫn được nè. Và bên đây một cây rừng nữa đi. Cho nó rậm rạp một xíu anh em ạ. Rồi, còn lại thì mình sẽ thay bằng mấy cái cây mấy cây acacia nha các bạn, cho nó giống. Ok. Cây này trồng không được nè. Thôi gì vượt qua bên đây trồng đi. Có vẻ là nó bị mắc cái cây rừng đó các bạn ơi. Rồi, ở đây một cây acacia nữa. Và chúng ta sẽ trồng thêm mấy cây ở bên đây luôn nha các bạn. Rồi, có vẻ là đủ rồi đó. Một cây bên đây, một cây. Ui, cây này nó không chịu lên luôn anh em ạ. Để mình lấy thêm bột xương nữa cái đã. Rồi, cuối cùng cũng xong rồi các bạn ạ. Ok. Khá là rậm rạp rồi đó. Thế đây mình sẽ bón cỏ vào nha. Đó. Những cái khu rừng hồi xưa thì nó sẽ rất là rậm rạp như thế này luôn. Đó. Bón cỏ vào. Rồi. Và như vậy là được rồi nha các bạn. Quá xịn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trang trí cái chuồng này bằng mấy cái đồ chơi nha anh em. Đó, như là mấy cái khối gỗ này nè các bạn nè. Mấy gỗ rung lắc này nè. Rồi. Đó, mình sẽ gắn để cho cái bọn chim khủng bố nó có thể chơi được. Rồi. Có vẻ là đủ rồi đó. Ở đây mình sẽ đặt thêm mấy cái Rusting Boss nè. Đó, để cho chúng nó có thể luyện luyện tập. Và cũng như là mấy trái banh để chúng nó có thể chơi đùa được nè. Hơi ơi. Bọn này thì không có thể bay được. Nên chúng ta khỏi cần phải lập cái máy luôn nha anh em. Rồi, vậy là xong rồi đó. Quá tuyệt rồi. Đó. Một cái chuồng hoàn chỉnh. Thì ở đây mình sẽ thay xây cái chuồng thứ hai. Nó cũng y đúc cái chuồng bên kia luôn nha anh em. Đó. Cũng với cái diện tích là 29x29 nha. Rồi, chúng ta sẽ kéo ra thêm 28 ô bên đây nữa. Tại vì nó có sẵn một ô bên kia rồi kìa. Ok. Và qua bên đây cũng là 28 ô luôn nha. Ây da, để mình lọc ra bớt cái đã. Kéo thêm 28 ô nữa. Rồi, và cuối cùng chúng ta sẽ nối cái này lại nha anh em. Sẵn thì mình sẽ chừa chỗ để mà tạo cái cửa luôn nha. Rồi, bên đây chúng ta cũng chừa chỗ để mà tạo cái cửa luôn nè.
Thì cái cửa nó sẽ nằm chỗ này hả ta? Để mình để mình canh một xíu các bạn ơi. Hơi ơi. Chúng ta sẽ cần canh ra 14 ô là được rồi. Đó. Đó, vậy là chỗ này anh em ạ. Ok, và đây là vị trí của cái cửa nha. Thì cái chuồng này thì nó vẫn cao 10 ô như bên kia thôi. Đó. Ở đây là một cái cửa bằng sắt nè. Và chúng ta sẽ thêm mấy cái carpenter block để mà tạo piston vào. Đó. Và đây là ốp bằng đá, bên kia cũng vậy luôn nha các bạn. Rồi thì mình sẽ tiến hành xây cái chuồng này thật là nhanh thôi nha. Tại vì nó rất là giống cái chuồng bên kia mà. Khi đã ốp xong Glowstone thì bây giờ chính là cái công việc để mà chúng ta trồng rừng ở trong cái chuồng này luôn nha các bạn. Đó, tạo một cái khu rừng nhân tạo để cho cái bọn chim khủng bố có thể chơi đùa được. Rồi, ở đây một cái cây rừng nữa đi. Đó, thêm một cây chỗ này nữa. Và mình sẽ trồng thêm mấy cái cây à không, một cây chỗ này nữa đi ha. Đó, tại vì nó khá là thưa. Rồi mình sẽ trồng thêm mấy cái cây Paleograph quanh đây luôn nha anh em. Đó, và bên đây một cây nữa đi. Ở đây một cây nữa. Ủa, cái chỗ này nó không lên nè. Vậy thì thôi. Chúng ta đập cái cây này ra đi. Đó, quá đủ rồi anh em ạ. À. Hồi nhìn nó khá là rậm rạp ha. Rồi. Chúng ta sẽ bón cỏ ở đây cho nó rậm rạp hơn một xíu nữa. Còn lại thì mình sẽ tiến hành trồng mấy cây acacia quanh đây nha. cho nó giống giống một xíu đó. Rồi, và một cây nữa quanh chỗ này luôn đi. Một cây nữa ở đây và một cây nữa ở đây. Rồi, còn lại chúng ta sẽ tiến hành bón cỏ nha các bạn. Rồi, nó đã rậm rạp rất là nhiều rồi đó. Nhìn nó khá là giống cái vùng savan ha. Ok, thì bây giờ mình cũng sẽ gắn mấy cái
mấy cái lock nè, cũng như là rusting boss, cũng như là mấy cái quả banh luôn nha anh em. Đây, một cái lock ở đây nè. Bên đây một lock nữa đi. Rồi. Bên đây một cái nữa nè. À, chỗ này nữa các bạn ạ. À, 4 cái là đủ rồi. Còn lại mình sẽ đặt mấy cái rusting boss. Ồ, cho bọn này nó chơi đùa được. Và những cái quả banh nữa anh em ạ. Trời ơi, hấp dẫn. Rồi, 10 quả thôi. 10 quả là được rồi. Ok. Thế là mình đã xong hai cái chuồng cho cái bọn chim khủng bố đó nha các bạn. Trời ơi, mình đang chờ cái DNA cuối cùng để cho nó tạo ra những cái quả trứng các bạn ơi. Trời ơi, khá là lâu đây. Và xong rồi nè. Quá xịn luôn. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có xong rất là nhiều cái quả trứng của cái bọn chim khủng bố rồi nha. Đó. Ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây. Ta-da! 9 quả trứng của Gastronic và 3 quả trứng của Kelekin nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành đi ra ngoài này và hồi sinh chúng nó luôn nha. Đầu tiên thì sẽ là mấy con Gastronic nha các bạn. Thì cái con này nó không thuộc giống những cái loài chim khủng bố. Đó, những cái loài chim khủng bố thì nó sẽ ăn thịt. Còn mới gần đây á, thì các nhà khoa học đã nghiên cứu và khẳng định nó là một trong những loài chim ăn cỏ nha các bạn. Đó, ăn hạt giống nè, cái kiểu đó. Đó các bạn thấy không? Rất là phê luôn. Ôi ôi. Rồi, 9 con. Và ở đây mình sẽ lấy thêm mấy cái bột xương để mà bón cho chúng nó ăn nữa chứ. Đó, bọn này nó ăn cực kỳ bạo luôn ha. Đó. Rồi để mình coi. Con này là con gì đây? Con cái là con đực. Wow, đây là một con cái các bạn ơi. Rồi mình sẽ cho nó tăng kích cỡ lên nào. Ồ, con này nó không có tự ăn hả? Ồ, nó lên nó đổi màu các bạn ơi. Wow, nhìn rất là đẹp luôn. Wow, nó to thật sự. Con này được 8 ngày tuổi là nó đạt kích thước tối đa nha các bạn. Wow, kinh khủng chưa? Đó, khá là xịn đây. Ở đây thì mình sẽ cho nó ăn cà rốt đi. Cho nó ăn thêm carrot. Rồi mình sẽ cho cái con này tăng cái kích cỡ tối đa luôn nha anh em. Đó. Nói chung thì mình sẽ kiếm hai con đực và hai con cái để cho chúng nó có thể duy trì nồi giống được. Ok. Đó, con này cũng được kích cỡ tối đa nè. Wow, con đực này khá là bự ha. Nó cao hơn con cái rất là nhiều luôn. Ồ, chúng ta không thể cưỡi nó được các bạn ơi. Tuy nó rất là to nhưng mà chúng ta không có thể cưỡi nó được. Wow, các bạn nhìn cái mỏ nó kìa. Cái mỏ nó muốn bằng cái đầu của mình luôn rồi. Wow, nó cao chưa các bạn ơi. Kinh khủng thật sự. À, đây chúng ta có thêm một con đực nữa nè. Mình sẽ cho cái con này nó lên luôn nha. Đó, lên maximum kích thước luôn. Wow, con này cũng chịu khó đi kiếm ăn quá ta. Khá xịn các bạn ơi. Cho mày lên maximum kích thước luôn nha con. Rồi, nó đã maximum rồi các bạn ơi. Kinh khủng. Quá kinh khủng luôn. Và mình sẽ kiếm một cái con cái nữa nha. À, đây là một con đực nè. Wow, con đực thì nhìn nó to hơn rất là nhiều các bạn ơi. Con cái thì nhìn nó nhỏ hơn nè. Cho con cái này lên maximum liền. Wow. Quá kinh khủng lắm các bạn ơi. Và thế là chúng ta đã có được hai con Gastronic đực và hai con Gastronic cái rồi nha. Rất là to. Nó không thuộc loài chim khủng bố nha bạn. Nó thuộc một cái loài khác nha. Cái tên gọi trong game nó gọi là những cái loài chim khủng bố thôi. Nó gộp những cái con chim khổng lồ á, nó gộp lại thành một cái loài chim khủng bố. Rồi. Và phần tiếp theo mình sẽ tiến hành hồi sinh luôn mấy em Kelekin nha. Con này thì ăn thịt nha các bạn. Và đây chính là loài chim khủng bố thật sự nha. Loài này thì nó có 4 loài. Mà trong đây thì trong cái game này thì chúng ta chỉ có 3 loài thôi. Đó, và Kelekin là một trong số đó. Rồi. Cho nó lên nào. Wow, nó lên màu khác nữa các bạn ơi. Wow, nhìn mắt nó đỏ luôn mà. Rất là bự ha các bạn ha. Wow, nó chưa mát kích thước luôn. Wow, và bây giờ nó đã mát rồi nè. Rồi, có vẻ là nó rất là to luôn. To hơn cái con Gastronic bên kia nha. Đó, bọn này thì ăn thịt nha, còn Gastronic thì ăn cỏ. Nên là nó không chung loài nha các bạn. Wow, con này cũng chịu khó đi kiếm ăn dữ ta. Để mình sẽ cho con này lên đi.
chúng ta chỉ cần hai con quên một con đực và một con cái thôi. Đó. Wow, quá đã bạn ơi, nhìn nó to chứ kìa. Nó vẫn còn tiếp tục phát triển nữa nè. Và ồ, hết rồi đó. Ok, để mình cởi coi thử nó được hay không nha. Wow, con này thì kinh khủng. Quá kinh khủng luôn. Để mình qua mình so với cái con đực cái đã. Ôi, cởi được các bạn ơi. Wow, khá là đã. Nhưng mà chạy nó hơi chậm ha. Thực tế thì cái con này nó chạy khá là nhanh đấy các bạn à. Đó, nhưng mà trong game này không biết tại sao nó lại chạy chậm như vậy thôi. Kinh khủng chưa. Con cái này chúng ta cởi xem. Con này thì nó bớt ngầu hơn cái con đực. Quá xịn luôn. Con như băng nữa. Chim khủng bố. Đây. Còn bên kia là cái một cái loài khác. Bên đây là chim khủng bố, còn bên kia là loài khác nha các bạn. Mấy con này thì không cởi được, khá là đáng buồn đây. Thì bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn một vài thông tin về những em Gastronic cũng như là Kelican nha. Ở đây chúng ta có thể ngắm nhìn được mấy em hổ răng kiếm nè, Smilodon. Mình đã sửa lại cái chuồng để mà dễ nhìn hơn đó các bạn ơi. Rồi, mình sẽ đưa cho các bạn những thông tin về hai em này nha.
Đó là một vài thông tin về Gastonic và Kelikin. Hy vọng các bạn có thể phân biệt được hai cái loài này là hai cái loài khác nhau nha. Thì nếu thấy video này hay, các bạn đừng quên bỏ lại một like và subscribe cho kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ ấn like fanpage Fury Gaming và để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về lịch ra video, các bạn đừng quên ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.